Jag Tiger là pháo chống tăng cấp 9 của Đức và đây là chiếc xe mà anh em mong muốn mình làm nhiều nhất sau video về Tiger 2. Bởi vì chiếc xe này được dựa trên khung gầm của Tiger 2 hay King Tiger. Trong lịch sử chiến đấu, Jag Tiger đã phá hủy kha khá xe tăng Liên Xô bởi hỏa lực mạnh mẽ của nó, nhưng rất dễ bị tiêu diệt nếu như không có xe tăng đi kèm. Được rồi, hãy cùng mình xem chiếc Jag Tiger trong game có mạnh mẽ như ngoài đời không nhé. Thứ nhất, chiếc xe này được gán vai trò là tăng tấn công, tuy nhiên mình cũng hơi đắn đo một chút về cái vai trò này. Bây giờ hãy cùng mình đi vào hỏa lực của nó nhé. Khẩu pháo 12,8cm, một trong những hỏa lực mạnh mẽ của đám Đức. Sát thương của đạn AP và ABCR là 560, đạn nổ là 700. Độ xuyên trung bình của AP 276, vận tốc đạn 1002, wow. ABCR là 352mm và vận tốc đạn 1005. Còn đạn nổ 65mm và vận tốc 1002. Nói chung, mình không có vấn đề gì với cái hỏa lực của chiếc Jag Tiger này và mình còn ấn tượng nữa bởi cái đạn bay của nó khá nhanh. Về cái thời gian nạp đạn thì khoảng 11 giây cho một viên 560. Mình nghĩ rằng đây là con số ổn áp nha anh em. Anh em mắc đồ các kiểu đâu đó sẽ xuống được trên dưới 8 giây. Theo mình nghĩ là như vậy. Được rồi, hạ nòng trừ 7. Cái này cũng dễ hiểu thôi khi mà cabin của nó đặt ở giữa xe. Góc giới hạn hai bên là 10, tổng cộng góc bắn 20. Thời gian ngắm 2,21 và phân tán 0,32. Sát thương trung bình hơn 3.000, wow. Khả năng sống sót 2.001, một cái số máu là nhiều ở cấp 9 anh em ạ. Giáp thân 250, tuy nhiên hai bên là 80-80. Tí nữa chúng ta sẽ qua tăng SGG để xem cái bộ giáp của nó. Về độ cơ động thì mình không đánh giá cao bởi vì chiếc xe này vận tốc tối đa chỉ khoảng 38 thôi, nhưng duy trì chỉ đâu đó trên 30 là căng. Vận tốc xoay cũng vậy, hơi chậm một chút bởi vì dựa trên khung gầm của Tiger 2. Chưa kể chiếc xe này bị yếu điểm ấy là động cơ anh em ạ. Khả năng ẩn giấu thì thôi bỏ qua đi bởi vì xe tăng tấn công mà, phát hiện cũng vậy, cũng không quá cao. Đây là số máu của pháo chống tăng cấp 9 và chiếc Jag Tiger đang đứng ở vị trí top 1, 2001, một số máu khá nhiều luôn đấy. Tiếp theo là cái sát thương trung bình mỗi phút của pháo chống tăng cấp 9 thì nó đứng ở vị trí thứ 3, khá là ấn tượng anh em ạ. Được rồi, về bộ giáp của chiếc Jag Tiger thì đây, anh em thấy rằng bộ giáp của nó thì cũng gọi là ổn áp thôi, nhưng đây là cấp 9 anh em ạ. Cấp 9, cấp 10 họ hoàn toàn có thể bắn xuyên được chiếc Jag Tiger dễ dàng, cả kể không cần phải sử dụng đạn vàng. Với cái phần cabin thì nó khá là vuông. Đây anh em nhìn này, vuông chưa, gần 90 độ luôn, gần dựng đứng luôn. Cho nên kẻ địch hoàn toàn đứng trực diện, có thể bắn xuyên với khoảng 260mm là xuyên dễ dàng nhá. 250 thì cũng gọi là 50-50. Còn về phần giáp thân thì thôi, yếu lắm, dưới 200mm nếu đứng trực diện anh em ạ. Nếu như mà nó búp được lên một chút thì mình nghĩ rằng chiếc Jag Tiger này sẽ làm tốt cái vai trò tấn công. Về đồ chơi của chiếc Jag Tiger thì mình có thể khuyên anh em một vài thiết bị như sau. Thứ nhất, đây là pháo chống tăng tấn công. Anh em có thể mang cái bộ gia cố búp máu để tăng cái số máu chúng ta lên, thống sót lâu hơn. Nhưng theo mình nghĩ chiếc Jag Tiger này không phải lúc nào cũng lên tiền tuyến đấm nhau, mà có lên tiền tuyến thì cũng dễ bị mất máu thôi. Vậy nên anh em cũng không nhất thiết phải mang búp máu, anh em thể mang nitro cho mình. Vì sao? Bởi vì anh em mang nitro để cải thiện khả năng di chuyển của chiếc Jag Tiger. Bởi vì ấy, chiếc xe này cũng khá là to. Nếu nói không hoa thì nó còn to hơn cả chiếc Tiger 2 đấy, mình nói thật. Vậy nên anh em mà đi chậm ấy không khác gì bia tập bắn cho kẻ địch cả, mà không chạy thoát nổi ấy. Cho nên mang nitro cũng được. Tiếp theo là mang thông nòng, chắc chắn rồi, anh em mang thông nòng để chiếc xe này nạp đạn nhanh hơn. Tiếp theo là cơ cấu xoay trở. Vì sao? Bởi vì ấy, chiếc xe này xoay cũng khá là chậm và anh em bị giới hạn góc bắn là 20 độ tổng. Vậy nên anh em nên mang cái cơ cấu xoay trở này để có thể xoay xe nhanh hơn một chút và phân tán nó cũng giảm hơn một chút khi chúng ta xoay xe. Ngắm nhanh hay là giảm tầm thì mình nghĩ rằng không cần đâu, bởi vì tầm chiếc xe này khá là nhỏ rồi. Ok, còn lại thì đồ chơi nào thì tùy anh em nhé. Bây giờ hãy cùng mình chơi chiếc Jag Tiger này nào. Lâu lắm rồi mình mới chơi lại chiếc Jag Tiger, bởi vì mình cày nó trước 1.0. Gần đây thì có chơi chiếc Jag E100. Rồi, về chiếc Jag Tiger, chúng ta có thể điểm lại một chút về cái hỏa lực nhé. Thì hỏa lực của nó cũng rất là mạnh mẽ, duy trì tốt. Thì chúng ta có thể gọi là chủ lực gây sát thương cho đội, cũng ok, ở tiền tuyến thoải mái. Nhưng mà ở trận đấu mai mình đang làm quen lại chiếc Jag Tiger này, vì thế mình sẽ mang nó đi bắn tỉa một chút, cách xa tiền tuyến một chút. Chưa kể cái bản đồ mai, nếu như mà mình lên trên đồi ấy thì mình cũng chưa chắc đã kịp chiếm đồi đâu. Nên là mình chọn một cái vị trí bắn tỉa quen thuộc ở bản đồ mai với căn cứ bên dưới là vị trí K4. Đây, cái tảng đá K4 này này. Thì anh em có thể đứng bụi nào cũng được. Theo mình, nếu anh em muốn bắn lên đồi anh em phải đứng ở bụi bên phải, còn muốn bắn ra ngoài bán đảo thì anh em đứng ở bụi bên trái. Mình sẽ quyết định chọn bụi bên phải nha anh em. Đây, mình sẽ chọn bụi bên phải để bắn lên đồi. Để xem ai lên nào. À, T49 kìa. Khai hỏa. Wow. 621 sát thương vào chiếc T49. Tuyệt vời anh em ạ, nửa cây chiếc T49 luôn. Và T44 đang đi lên. 669 sát thương vào chiếc T44 anh em ạ. Như vậy sau 2 phát đạn thôi, thiệt hại mình gây ra là gần 1.300.
gần 1.300 anh em nhé. Được rồi, hiện tại thì từ nãy giờ mình bắn trước 252U cùng với chiếc Skoda thì chưa lộ, khả năng cao họ không mang kính hay là mang tầm nhìn. Hai phát đạn đầu tiên bắn ngon quá mà hai phát đạn tiếp theo một phát thì không trúng giáp à, một phát thì lấy đạn à. Mình chuyển sang đạn vàng rồi, hy vọng có thể bắn xuyên được chiếc 252U. Ồ, phát này trượt à, rơi xuống đất à? Hình như phát đấy rơi xuống đất anh em ạ. Hy vọng là đạn vàng của mình có thể bắn xuyên được tháp pháo của 252U. Nản ý, mình bắn vào khẩu pháo của 252U hay sao mà không xuyên ra. Bực phết nhờ. Phát nữa được không? Không trúng rồi. Ồ, phí mất 4 viên đạn, vẫn chưa tiêu diệt được chiếc 252U. Bực thật. Thôi bỏ đi, bây giờ thì mình sẽ ngắm ra bán đảo anh em nhé. Vì sao mình ngắm ra bán đảo? Bởi vì mình thấy bên địch có kha khá người chưa lộ. Và cánh 89 ấy, có chiếc E75TS đang chấn giữ rồi mà không thấy họ đâu. Thì mình nghĩ rằng họ đang ở ngoài bán đảo anh em nhé. Và mình vừa thấy đổ cây. Mình vừa thấy đổ cây ở vị trí E1, không biết là ai. Có thể đoán là chiếc 432 hoặc là chiếc M4i hay là chiếc RHM gì đấy. Và 432 476 sát thương. Hả? Mình nói thật là đám Đức nó để thiệt hại kiểu gì ấy nhỉ? Phát thì cực kỳ là cao nhưng mà phát thì cực kỳ là thấp. Hiếm khi nó ở mức trung trung anh em ạ. Nghĩa là ở mức trung bình ấy, tầm 560 ấy. Với cái sát thương 560 thì anh em có thể sẽ được nhiều phát đạn, gọi là nảy thiệt hại trên trời. Nhưng mà thi thoảng vẫn có những phát đạn dưới 500 đấy. Lưu ý cho mình nhé. Đạn nổ chiếc xe này cũng ấn tượng nữa. Wow, TS5 đi tấn công chỗ biển này. Liều phết nhờ. UDES độ hình. Đúng vậy, UDES bắn không sau bụi 15m, cho nên là độ hình là đúng rồi. Bây giờ mình sẽ bắn mù. Chắc là mình sẽ bắn mù ấy, bởi vì trong cái thời gian này mình không bắn được ai cả. Và chiếc leo 601 sát thương, phá hủy xích chiếc leo luôn, tuyệt vời. À, M4i tấn công bán đảo à. Anh ta đang lùi lại, chuẩn bị có góc bắn. Anh ta đang tiến lên. Đây rồi, cơ hội. Yes, 549. Anh ta bay màu luôn sau một lốt nhạc. Bây giờ thì mình sẽ bắn mù vào vị trí chiếc leo BT nha anh em. Đầu tiên là bắn vào vị trí của chiếc 430 đã. Rồi, leo. Phát đấy thì mình không biết là có trúng ai không, nhưng mà mình có một phát đạn bắn mù trúng chiếc RHM anh em nhé. Mình có một phát đạn bắn trúng chiếc RHM. Tí nữa anh ta sẽ mất máu đấy. Rồi, bây giờ thì quay lại chỗ 430 nào. Khai hỏa. Ồ, pha đấy hình như là đất không lẩy lên đúng không? Nhưng mà hình như không gây thiệt hại thì phải. Mình nhớ là mình chỉ có gây được chiếc RHM một viên thôi. Tạm thời thì mình sẽ đứng ở đây bắn thêm một vài viên nữa rồi mình sẽ di chuyển anh em ạ. Bởi vì bên mình chiếm được cái vùng trung tâm rồi. Bên địch cũng không chiếm được bán đảo chỗ K1. Cho nên là mình đang có ý định ấy là lên vùng trung tâm, hỗ trợ cho chiếc Caliban cùng với chiếc VKP để có thể tấn công kẻ địch. À, mình vừa thấy đạn bay đến anh em ơi. Mình vừa thấy đạn bay đến từ cái vị trí ngoài bán đảo. Tính bắn mù thêm vài viên nữa rồi đi. Rồi, thôi, quyết định đi thôi. Anh em biết tại sao mình phải đi sát như thế này không? Bởi vì ấy, nếu như mình không đi sát, khả năng cao ai đó ở cái bụi trước mặt mình cái này, cái chỗ mà chiếc M4i vừa bay màu ấy, có thể soi thấy, cho nên mình muốn đi sát cái tường này. Rồi mình mới bắt đầu đi về hướng đồi trung tâm. Và đúng như vậy, chiếc T103 anh ta bắn mù vị trí chiếc Su liên tục. Rồi khi mà mình cảm thấy rằng cái vòng tròn nhá, anh em nhìn trên bản đồ cho mình này, cái vòng tròn tầm nhìn ấy đã ra khỏi cái bán đảo rồi, thì mình sẽ lên trên đồi. Đấy, mình sẽ di chuyển thẳng lên trên đồi. Đó, anh em thấy chưa? Đường bằng mà mình chạy có tầm 2 mấy km/h này, đang cố gắng lên 30 đây. Nếu chiếc xe này không có đà thì rất là chậm đấy. Theo mình anh em nên mang nitro nhá. Nitro này, xoay trở này và thông nòng là cái bộ combo tác chiến tốt cho chiếc Jack Tiger. Theo mình nghĩ là như vậy. Rồi, trên đồi thì còn chiếc E75TS và chiếc Skoda T56. Và E75TS bên mình cùng với chiếc T10 và T28 Pro đã đẩy lên để tấn công chỗ A4 kẻ địch. A4 kẻ địch có hai pháo trung tăng. Tạm thời thì mình sẽ cố gắng tiêu diệt chiếc E75TS trước. Rồi hay, Caliban phang luôn chiếc Skoda T56, không nói nhiều. Để xem chiếc E75 có đi ra không. Nếu anh ta đi ra thì mình phang luôn. TS5 bên nội địch cũng di chuyển về để phòng thủ rồi. Khả năng cao chỗ E75TS và T10 bên mình chưa tấn công được nhanh đâu. Không bắn được ai cả. Họ lấp hết rồi. Thôi, mình quyết định tấn công chỗ E75. Anh ta chỉ có một hit thôi.
lỗ phân xích. Đáng lẽ mình nên dừng lại để bắn chiếc E75 thì hơn, nhưng mà pha đấy mình lại vừa di chuyển vừa bắn cho nên cũng không trúng là dễ hiểu. Và chiếc quạt bình neo không bay màu anh em ơi, một 4 máu thôi, quả đấy lời thiệt hại ngon. Thì rồi RHB anh ta sử dụng khẩu pháo to bắn đạn thường xuyên mình, hình như bắn vào gầm hay sao ấy. Đúng rồi, anh ta vừa bắn vào gầm, mình vừa nhìn rồi. Ok, hiện tại thì mình sẽ xem là chiếc RHB có đi ra không thì mình phang cho một viên. Leo vừa bay bầu, Udes bên mình vừa bắn mù. Mình sẽ đi lui ra một chút để tấn công kẻ địch ở phía bán đảo. Không biết qua hay không, và T103. Đầu thế. Bây giờ thì ai nạp đạn nhanh thì người đấy sống, ai nạp đạn chậm thì người đấy chết. Hy vọng mình có thể nạp đạn nhanh hơn T103. Pha vừa rồi mình cứ tưởng mình bay anh em ạ. Ông 430 ông ấy bắn mình mà mình cứ tưởng quả đấy là T103 bắn mình cơ. Được rồi, phát đạn vừa rồi thì mình hơi chủ quan một chút khi mà ngắm không kỹ, không bắn bay màu chiếc 430. Đèn thật chứ. Rồi, lùi lại một chút để xem có góc bắn chiếc 430 không. Nếu không thì thôi, mình sẽ quay lại để tiêu diệt chiếc E75 cùng với chiếc WT. Mình cũng đã chuyển sang đạn nổ để có thể bắn chiếc WT mất nhiều máu hơn. Nhưng mà cái góc này thì anh ta không đi ra. Mình cũng tận dụng cái góc này, nếu anh ta lùi lại quá đà thì mình có thể bắn được. Nhưng mà anh ta không lùi, thế thành ra mình không bắn được. Ok, như vậy là mình không bắn được chiếc WT thì thôi. Mình sẽ quay trở lại để tấn công chỗ 430 vào chiếc RHM. Rồi, RHM vừa bị chiếc Norin bắn bay màu. Chắc là anh ta vẫn đứng ở cái tảng đá D1 cho nên Norin bắn bù vào là bay màu thôi. Su-130BM bên mình đang tấn công chỗ 430. Một hit nữa là 430 sẽ bay màu. Hay quá. Rồi, như vậy là ngoài bán đảo không còn ai. Mình quyết định sẽ đi tắt xuống nhá. Mình sẽ định đi tắt xuống cái con đường nhỏ này. Và nhân cơ hội chiếc WT không chú ý thì mình có thể bắn được. Thực ra là phát đạn cuối ấy, mình bắn không xuyên, trúng nhưng mà không xuyên. Thế là không được 700 máu. Không có phát đạn ngon cho anh em xem. Mình tua cho anh em một chút nhá. Bởi vì cái đoạn cuối này nó cũng mất thời gian. Đây, mình đang chờ cho chiếc WT đi ra ấy mà. Mình còn 57 máu, mình không dại tấn công chỗ WT đâu. Vì sao? Bởi vì ấy, chiếc WT anh ta có cái cabin xoay được anh em ạ. Nếu như mà mình làm sao nhỉ? Mình mà bị lộ trước ấy, anh ta xoay cho mình trước thì chưa chắc mình đã bắn trước được chiếc WT, bởi vì anh ta có thể xoay cabin bắn mình. Cho nên là thôi, mình cứ cho đồng đội vào ăn chiếc WT, dụ cho anh ta đi ra thì mình bắn một viên đạn nổ vào anh ta, biết đâu xuyên được 700 máu. Tuy nhiên pha đấy thì mình chỉ bắn được 371 và hỗ trợ ở những số máu còn lại do chặt xích. Có hai điều mà anh em nên lưu ý trên chiếc Jack Tiger nhé. Thứ nhất là chiếc xe này khá là ít đạn đấy, chỉ có 36 viên thôi. Anh em nghĩ rằng 36 viên là nhiều không? 36 viên trên chiếc Jack Tiger là ít. Có một trận đấu mà mình bắn sạch đạn luôn, ngồi bắn tỉa sạch đạn luôn. Đấy, về cuối chỉ còn khoảng chục viên thôi. Tiếp theo, lưu ý nữa, chiếc xe này rất dễ cháy. Cái này là truyền thống của đám Đức rồi, 20% cháy nha anh em. Chiếc Jack Tiger là 20% cháy đấy. Và kẻ địch bắn vào gầm phía trước của anh em thôi, anh em cũng có thể hỏng động cơ. Còn nếu như kẻ địch bắn vào phần sau chỗ động cơ ấy thì cũng sẽ gây cháy. Rồi, pha vừa rồi thì mình đã trực được chiếc Bát Chát anh em ạ, ngon lành cành đào luôn. Anh ta chỉ còn một hit nữa là bay màu. Anh ta lấp rồi. Mình chuyển sang mục tiêu mới, Kunzebanzer. Ồ, pha đạn đấy hình như là bay hơi cao thì phải. Anh em hãy nhìn pha thần lực của mình. Mình đang căn chỗ sen bấy. Và 545 sát thương vào chỗ sen. Nói thật thì anh em muốn bắn bù ấy thì mình có thể nói với anh em như thế này này. Anh em nhìn thấy icon kẻ địch chưa? Anh em nhìn cái gọi là cái điểm cuối cùng ở bên dưới của icon thì đấy là vị trí của xe địch đang đứng nhá. Không phải là cái trung tâm của icon là vị trí xe địch đang đứng đâu. Anh em lưu ý cho mình nhá. Lưu ý cho mình đấy là cái điểm dưới cùng của icon trên bản đồ, cái icon ấy, cái icon của xe địch trên bản đồ thì đấy mới là điểm của kẻ địch đứng, chứ không phải là cái chính giữa của cái icon đấy. Đó. Vì sao mà mình bắn mù hay trúng ấy là mình hay căn điểm đấy cho nên là mới dễ bắn trúng, nhưng mà cũng 50-50 lắm anh em ạ. Chưa chắc đâu. Cũng 20-80 lắm, bởi vì chúng ta bắn ngoài vòng hiển thị mà. Ngoài vòng hiển thị 500 mấy mét ấy, cho nên là nhiều khi cũng gọi là thần lực một chút thì trúng. Như pha vừa rồi sen 7. Anh ta chưa đi vào vòng mà mình bắn được 545. Rồi, có kẻ địch đang chiếm căn cứ. Mình thì mình không biết là ai, nhưng mà mình có thể dự đoán rằng là tăng hạng nặng. Tăng hạng nặng chạy nhanh như là VZ55. Bởi vì tăng hạng chung ấy
họ hay đi cánh bên ngoài hơn. Và đúng như vậy, chiếc VZ55 đang đứng trong căn cứ. Rồi, tạm thời khởi động trận đấu, mình bắn được 2 viên, hơn 1.000 sát thương, khá là ổn áp đúng không? Bây giờ thì mình sẽ đi sang bên trái thôi, chứ bên phải mà đi vào VZ55 hùn đào bắn vỡ mặt mình ngay. Anh ta không cần phải sử dụng đạn vàng, có thể bắn xuyên được thân của mình. Rồi, ok, mình sẽ đi tắt sang bên trái này. Nói chung là hạn chế mất nhiều máu nhất có thể. Ô, VZ55 bên địch vừa đi qua mất rồi, không kịp chạy nhanh đến mà phang anh ta một viên. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Cái vị trí này có thể bắn được những kẻ địch mà anh ta lùi lại quá đà nha anh em. Để xem là VZ55 có lùi lại không. Anh ta đang lùi lại. Không, anh ta lại tiến lên. Nói chung, kiên nhẫn là sức mạnh. 260 đang giao tranh với VZ55 bên đội địch. Mất quá nhiều máu luôn đấy 260 ơi. Rồi, trượt nào. Nói chung là cứ để cho đồng đội mình tấn công thôi. Phòng này là phòng cấp 9 hoặc cấp 10 mà, cứ để cho cấp 10 giao tranh trước đã. Mình không dại gì mà mất máu nhiều. Đây rồi, VZ55 đang đi lùi. Lùi đi bạn ơi, đây rồi. Có 518 sát thương thôi à. Pha vừa rồi cũng hỏng một module, không biết là hỏng gì, hỏng động cơ chăng. Nói thật với anh em ấy, thì chiếc giáp Tiger là vai trò tấn công, pháo chống tăng tấn công, nhưng giáp của nó không bằng được với chiếc T95 hay chiếc Tortoise. Thành ra chiếc xe này mất khá máu đấy, không phải là dễ được giữ số máu đâu. Nên là mình cũng khá là ngại giao tranh với những chiếc xe máu mặt như là 60TV, VZ55. Họ bắn một phát thì bay 700 máu hay là băng đạn mất 1000 máu. Rồi, IS-7 bên mình vừa chạy vào giao tranh với VZ55, một sai lầm lớn luôn đấy. Anh em nói rằng tại sao mình không vào yểm trợ. Mình nói thật nhá, bây giờ mình vào yểm trợ này, mình đi ngang hông ra cho chiếc VZ55 hoặc 60TB chạy ra bắn ngay. Hoặc những kẻ địch ở cái bức tường này này, 257 này, có thể bắn được. Còn nếu như mà mình vào ấy, thì khả năng cao sẽ có những kẻ địch từ cái con đường này chạy vào, như là VZ55 còn lại ấy. Có một chiếc VZ55 đang ở ngoài ấy. Trận đấu này 3 VZ55 cơ, không phải là 2 hay là 1 đâu. Cho nên là anh em biết rồi đấy, Zack Tiger đi thì chậm, thân xác thì to. Ui, không vào được vị trí ẩn nấp tốt á, sẵn sàng bay màu luôn. Nói thật thì Zack Tiger chơi ổn, chơi tốt. Mình không có vấn đề gì với chiếc Zack Tiger này cả. Nhưng theo mình, chiếc Zack Tiger này nên ở vai trò toàn diện gì hơn. Vì sao chiếc xe này nên ở vai trò toàn diện? Anh em có thể để chiếc Zack Tiger này bắn tỉa cũng được, hoặc là đi sau tăng hạng nặng hỗ trợ hỏa lực cũng được. Chứ còn tấn công thì quân binh nên nản ý. Pha vừa rồi mình ngắm vào cái phần xích xanh tâm rồi mà lấy đạn. Cay thật chứ, chắc đạn bay lên phần giáp trên của chiếc 60TB. Và VZ55 đang chạy vào bắn Cobra. Hy vọng mình có thể chạy vào kịp để tiêu diệt chiếc VZ55. Kênh xe rồi. Rồi đi lan luôn. Pha vừa rồi bị kênh xe. Bay màu luôn, 150 máu. Quay trở lại vấn đề mình đang nói, mình thực sự muốn chiếc giáp Tiger này được búp cái phần giáp lên để chơi vai trò tấn công thật là tốt nhất. Nhưng mà có lẽ cái số máu của nó ấy cũng bù lại một phần giáp anh em ạ. Giá như chiếc xe này xuống 1.900 máu như là T95 đi, mình nói thật, chiếc xe này nên xuống 1.900 máu như chiếc T95 và búp cái giáp này lên đâu đó khoảng 250 phần thân hoặc là 280 phần thân. Bó tay ông 430. Ông đi vào ông chắn đạn của mình, xong ông ấy bay màu luôn. Bây giờ thì không vào tấn công 60TB được đâu anh em ơi. Bởi vì nếu bây giờ mình đi qua cái khe hở ấy, trên này có rất nhiều tăng hạng chung đấy, họ hoàn toàn bắn được. Và mình vừa bị ai đó bắn mù từ vị trí này. Chuẩn bị bắn 60TB lô. Ngon luôn, 583 sát thương vào chiếc 60TB. Bên mình đang cố gắng tiêu diệt 60TB rất là nhanh gọn lẹ. Và mình cũng đang có ý định là đi vào anh em ạ. Bởi vì mình biết là đằng bên trái mình ấy, cái bên trái và đằng sau mình ấy là có tăng hạng chung có thể tấn công đấy. Cho nên là mình đang có ý định là, một là hỗ trợ chiếc Chaputu, hai là đi vào chiếm căn cứ để kẻ địch đi vào anh em ạ. Và mình quyết định là vào trong căn cứ để trực nhá, để trực cho kẻ địch đi vào thì mình bắn. Tất nhiên mình còn rất nhiều máu, mình có thể xông pha được. Nhưng nói chung an toàn chiến thắng vẫn là trên hết. Tỷ số là 9-8, máu chênh lệch chỉ khoảng 3-6 thôi. Kẻ địch cũng yếu máu rồi nhưng kẻ địch còn rất nhiều tăng hạng chung. Tăng hạng chung bên địch có thể đột phá, cho nên mình quyết định sẽ đứng ở trong này trực kẻ địch đi vào. Đó là một quyết định gọi là an toàn của mình. Tuy không đột phá, tuy không đỉnh cao, nhưng chỉ ít là mình cảm thấy rằng mình có thể mang chiến thắng cho đồng đội. Mình có thể vẽ ra cái viễn cảnh này cho anh em nhé. Giả sử như mình ham thiệt hại, ham đam đi, ham kill đi, mình sẽ chạy ra ngoài này và mình bị chiếc M46 bắt từng đứng ở cái bụi này, lùi lại sau bụi 15m, bắn mình liên tục.
hoặc chiếc Udes bắn tạt hông mình, hoặc chiếc Conway từ đây bắn chặt xích mình, thì có phải là 2.000 mốt máu của mình cũng chỉ là gió bay đúng không? Thổi cái bay luôn đúng không? Cho nên là mình muốn chiếm căn cứ để kẻ địch đi vào. Và đó cũng là một cách tốt để dụ kẻ địch, như là chiếc Conway hay M48 Button họ sẽ vào để phá căn cứ ấy. Đây, mình sẽ cho anh em xem cái đoạn cuối. Đó, chiếc Conway này, anh ta rời khỏi vị trí an toàn và vào phá căn cứ. Đó, hay không? Đấy, tuy chúng ta chiếm căn cứ hơi lâu nhưng chí ít chúng ta vẫn có thể gọi là gây áp lực lên cho kẻ địch để khiến họ phải di chuyển vào. Cả kẻ chiếc M48 Button nữa này, anh ta cũng từ vị trí A4 phải nhảy xuống đây để đi vào phá căn cứ. Conway. Rồi, anh ta bắn trượt mình, còn mình thì bắn xuyên. Bây giờ thì có lợi thế rồi, mình sẽ chạy ra để tiêu diệt chiếc M48 Button. Hy vọng chiếc Udes không bắn tạt hông mình nhá. Rồi, M48. Pha vừa rồi bắn hơi vội của mình. Mình thấy xanh tâm một chút nhưng mà cái arcade ấy, cái arcade của mình nó chưa chạm vào cái phần giáp của M48 mà mình đã kích cò rồi, hơi đen. Được rồi, Kunze Panzer đang tấn công ở phía bên trái. Mình sẽ gây áp lực ở phía bên phải. Rồi, thấy Udes rồi. Và chiếc M48 một hit nữa là bay màu. Khai hỏa. Ok, trận đấu này thì mình bắn không được nhiều và mình còn giữ được số máu đến cuối cơ. Anh em có thể coi mình nhát cũng được, nhưng mà mình muốn chiến thắng an toàn bởi vì đây là phòng cấp 10 mà. Được rồi, bắn được có hơn 3.300 thôi. Nhưng mình có thể nói rằng là chiếc Zack Tiger này có hỏa lực mạnh mẽ thật đấy. Có thể duy trì sát thương ổn và có thể gây thiệt hại chủ lực cho đội. Nhưng bộ giáp thì chưa. Mình nghĩ rằng chiếc xe này không lên gọi là mặt đối mặt với kẻ địch quá nhiều. Chưa kể nó còn kém linh hoạt ở cái việc là đặt giới hạn cái khẩu pháo trên cabin không xoay được nữa. Này, anh em nghĩ sao nếu mà chúng ta có một con Zack Tiger mà đặt được cabin nhỉ? À không, nếu mà cabin xoay được thì đó chính là chiếc E75 rồi. Ừ, mình xin lỗi anh em. Nếu mà cabin xoay được là cái tác pháo ấy thì không khác gì chiếc E75 nắp khẩu pháo 12.8cm cả. Thôi, chúng ta về gara nhé. Đây là trận đấu Zack Tiger của mình ở bản Romise. Mình bắn được 5.500 thiệt hại và hỗ trợ 2.000 mốt và lấy được M lần đầu, 2 caliber Confederate. Trong đấy có một phát đạn bắn trúng chiếc RSM-643 thiệt hại anh em ạ. Khả năng cao là mình bắn vào vị trí của chiếc leo thì phải. Chiếc leo BT đứng ấy, thì chiếc RSM chắc cũng đứng vào, thành ra là cũng ăn thiệt hại. 1.195 kinh nghiệm gốc mà lấy được M rồi thì mình nghĩ rằng chiếc xe này khá là dễ M đấy. Thành ra anh em có thể lấy về để làm nhiệm vụ cá nhân cũng được, theo mình là như vậy. Những trận đấu khác thì mình đa số bắn 3.000 thiệt hại thôi, cũng không quá ấn tượng đâu. Được rồi, về chiếc Zack Tiger, mình phải nói rằng nó không hợp phong cách của mình, bởi vì nó bị giới hạn cái độ cơ động này, rồi thì không xoay được cabin này, bị giới hạn cái khẩu pháo đặt trên thân này. Nhưng hỏa lực của nó thực sự mạnh mẽ anh em ạ. Số máu cũng gọi là nhiều để chúng ta sống sót lâu hơn. Nhưng bộ giáp thì anh em lưu ý phải tận dụng vị trí nào che chắn phần thân, rồi thì nghiêng nghiêng một chút cái phần cabin khi bắn xong để cho kẻ địch đỡ bắn xuyên. Nếu như chiếc Zack Tiger này vào phòng cấp 8 hay là cấp 7 ấy, thì mình nghĩ rằng nó cũng sẽ là một con quái vật để chấn giữ một cánh đấy, hoặc là làm mũi giáo tấn công cho đồng đội. Nhưng mà lưu ý nhá, kẻ địch mà bắn vào phần gầm hay là chặt xích, hay là bắn vào bố xích, hoặc là bắn vào phần đằng sau này, cháy rất nhiều luôn. Cho nên Zack Tiger mình cũng có thể đề xuất cho những anh em mà chơi chậm mà chắc, muốn có hỏa lực bắn dễ xuyên kẻ địch, thì chiếc Zack Tiger sẽ đáp ứng được tốt. Rồi, anh em nghĩ sao về chiếc Zack Tiger này trong game, có thực sự mạnh mẽ như ngoài đời không? Theo mình thì tốt. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nếu thấy hay và ích thì đừng quên thích video, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Đừng quên ấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Bye bye.